Hôm nay phóng sự Hương Sắc có Đỗ Sinh có đến thăm gia đình ông Nguyễn Đình Thi, chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Yên Bái. Gia đình ở tổ 29 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Ông Nguyễn Đình Thi có hướng dẫn Đỗ Sinh thăm vườn cảnh, một số những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật và dàn vườn hoa lan. Ông đã chăm sóc, sưu tầm nhiều năm nay để có những giống lan quý và những giò lan đẹp. Trước ông kính đây là ông Nguyễn Đình Thi. Vâng. Khuôn viên gia đình thì không được rộng, nhưng mà ông cũng đã bố trí những cái tác phẩm xen kẽ trong vườn cảnh cùng với một khuôn viên lan rất đẹp. Một tác phẩm xanh có thân rất là cổ quái. Với cái hình tượng này tôi thấy rất giống kiểu như là một chữ. Đúng không cụ? Đúng rồi. Vâng. Đang hình tượng ra là chữ tâm. Chữ tâm. Có cái nét. Đúng rồi cụ ạ. Vâng. Một cây xanh rất là nghệ thuật. Tất cả ba rễ lớn và một rễ nhỏ cao hơn phía sau đều ở hình dáng móc móng 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 gọi là móng rồng đấy. Vâng. Quắp xuống dưới này như thế này, rất đẹp. Đây là một cây cần thăng. Một cây cần thăng được ông Thi tạo tác dáng theo dáng bạt phong. Đúng không ông? Bạt phong ạ. Vâng. Đây là một dáng mà rất độc đáo trong lối chơi cây cảnh. Tất cả các tay nhánh đều bạt về một phía theo chiều gió. Chúng ta gọi là dáng bạt phong. Một thời gian nữa nếu mà theo ý của cháu là ông để cái dáng cây cần thăng siêu thêm một tí nữa. Vâng, lao về đằng trước và tiếp tục đưa cành này nằm ngang thêm, tức là trúc xuống thêm để lấy một cái hướng gió nó mạnh mẽ hơn. Gió thế này gọi là gió bình thường, nhưng mà khi cụ để nghiêng cây cần thăng thêm thì trở thành gió bão và nó nổi bật hơn cái nét bạt phong hơn. Không, tức là cụ cho cái cây cần thăng này nằm nghiêng theo cái hướng này nữa, tức là làm siêu thêm, thì thường siêu thêm thì tất cả cái cành của nó sẽ đưa dịch lên, thì lúc đấy mình lại vít thêm xuống để cho tạo thành thế nằm ngang. Rồi. Thì cái dáng cây bạt phong á, thì mình nhẽ từ cái dáng cây mình sẽ liên tưởng đến cái trận gió bão mạnh hơn cụ ạ. Thế còn để thế này thì nhìn nó hiền quá, gió chưa mạnh. Đấy. Tức là từ dáng cây mà người ta biết được là cái tốc độ gió. Tốc độ gió lớn thì nó bạt cành lá mạnh hơn. Đúng không cụ? Và cụ có giới thiệu với chúng tôi hình ảnh của một viên đá cụ đưa vào ngay sát gốc cây. Sưu tầm tầng huyện Văn Chấn. Vâng. Sưu tầm Văn Chấn. Đấy. Ở suối Giàng Văn Chấn, viên đá vân hình rất đẹp. Vâng, đá tự nhiên ở suối. Nói đến Yên Bái, chúng ta đã nói đến một địa danh của đá quý, của các loại đá quý rất đẹp, nổi tiếng ở Yên Bái. Và nhất là có phải ở Lục Yên không ạ? Lục Yên ạ. Vâng, cháu cũng nghe thấy nhiều nói đến xứ sở của đá quý. Sở đá quý Việt Nam. Vâng.
và chúng ta đi dần đến khu vực vườn lan của cụ. Năm nay cụ 75 nhỉ? Vâng. 75 tuổi, cụ tham gia là chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Yên Bái. Vâng, đúng rồi đấy. Vâng. Và đây là không gian vườn lan của gia đình cụ Nguyễn Đình Thi. Khi bước vào khuôn viên vườn lan, tôi thấy không khí đã trầm hẳn xuống. Một không gian lý tưởng. Cụ có thể giới thiệu với chúng ta những giống lan quý mà cụ gây dựng nhiều năm nay. Giới thiệu với anh, đây là lan Tây Châu. Vâng. Hay ta gọi là lan Lý Xuân. Đây là lan này, gọi là lan đẹp quá, đang ra vòi hoa rồi. Lan là lan đai đai Châu Lai. Vâng, đây. Châu Lai đang ra vòi hoa. Đây cũng là lan Tây Châu. Còn lan này là lan gọi là kiều dẹt. Kiều dẹt ạ. Vâng, cái này hiếm lắm. Vâng, kiều dẹt. Kiều dẹt hoa rất là đẹp anh. Vâng. Vâng, cái này lan kiều dẹt. Còn cái đây là lan đuôi cáo, cáo trắng, cáo tí. Đây là lan, cái này là lan da báo. Vâng, lan da báo. Lan da báo. À, thế đây có... Đây có hoa đấy, lũ đấy. Đây, đây là hoa lan gì ạ? Đai Châu đấy. Lan Đai Châu. Lan này ra hoa vào Tết đấy, anh. À, đẹp quá. Vâng, đây. Nếu mà Tết những cái giò hoa này họ buông xuống mà được. Cụ chuyển cái bệ này vào trong nhà thì đẹp quá nhỉ? Bệ nặng lắm. Nặng. Cái này của tôi ghép ở đây riêng lan là hết 15.000, 15 triệu đấy. 15 triệu cái vườn... Một cái cây lan này. Vâng. Ôi dồi. Trông cái tôi cũng kỳ công lắm. Ôi dồi, đẹp quá nhỉ. 1 triệu cây lan, một cây. Vâng. Thế còn đây trên đầu anh, đây là lan đấy này. Đây là lan trồn này. Vâng, để cháu chuyển ống kính đến đấy. Lan tôi thì là cái tôi không dùng kích thích đâu. Vâng. Lan nó xanh. Đây là lan đuôi chồn ạ. Lan đuôi chồn. Vâng. Đây tôi giới thiệu anh, đây là lan tôi ươm từ kia ra đây. Từ kia đấy. À, cụ lấy làm giống đấy. Giống đấy. Tức là cái lan này mầm tôi làm giống. Thế là trở thành là được những lò giò lan đẹp. Đây. Cả đây đó. Vâng. Hết. Hay quá. Cụ. Đây. Tức là mình phải sản xuất ra đấy. Thì đỡ tiền mua con giống. Anh nhìn nào, đúng vâng. Không? Đúng không? Đây cụ đang trở thành những rất nhiều cây con. Rất nhiều mọc súng rất là đảm bảo. Vâng. Còn đây là lan 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 trầm. Vâng. Lan trầm nhưng mà tôi ghép vào cái cây gỗ lý đấy. Lan trầm tím đấy. Vâng. Đấy, cái lan này cũng là lan phi điệp tím này. Đấy, anh thấy sống đảm bảo nhé. Vâng. Lan phi điệp tím. Nhiều loại lắm. Còn đây là lan cọp đỏ. Địa lan cọp đỏ. Địa lan cọp đỏ. Cọp đỏ. À. Lan này thì được phải 2 tháng chưa tàn đâu. Lan này là họ nhà Lan Kiếm. Vâng, Lan Kiếm. Vâng. Ở dưới Sơn Tây chúng cháu có câu lạc bộ Lan Kiếm. Rồi, đây là lên phải dòng. Lan là phải dòng. Sao lại gọi là lan phải dòng cũng? Đây. Cái lá nó giống không, nó như cái vảy đây này. À. Ốp này. Vâng. Vảy rồng. Đấy. Hoa ra thích lắm. Hoa vàng. Đây này, lan vảy rồng kìa anh này. À, vậy cái đùi mà dài treo trên kia đấy. Đấy, lan vảy rồng. Trông như tổ ong ấy đấy. Đấy, lan vảy rồng. Vâng. Lan vảy rồng cả bên kia nữa.
Thế còn đây là lan quế, quế lan hương. Quế lan hương. Vâng, đây là quế lan hương, đây là quế lan hương. Tất cả chùm phía trên này. Đây không, cái này là tam bảo sắc. Đây. Đây là quế lan hương. Đây là quế lan hương. Đây tam bảo sắc. Vâng, đây là kia, tam bảo sắc. Kia là quế, bên kia quế, bên kia quế. Thế còn cái này là kiều hồng ấy nè. Đây kiều hồng đây. Đấy, kiều hồng này. À kiều hồng lá to kìa. Đấy, kiều hồng đấy. Vâng. Đấy là kiều hồng. Vâng. Thế cái này hai cái giò này thì là nhất điểm hồng. Nhất điểm hồng. Vâng. Ồ tên hay nhỉ. Đấy, giò nhất điểm hồng nhá. Thế cái giò này là lan kiều vuông. Kiều vua. Kiều vuông. À vuông vuông. Vâng, đấy vâng. Thân vuông ấy. Vâng. À cái thân của cái vuông. Cái giò là cái nhánh lan nó buông xuống đấy mà vuông, nó hình vuông. Vuông. À vâng. Nó thân gọi là kiều vuông. Đấy, cháu bao giờ cho cháu học được thuộc hết các cái giống đây lan này, hàng trăm giống, hàng nghìn giống. Đây tôi mấy chục loài đấy. Vâng. Cái còn cái gốc cây trong gốc cái nó gọi là lan báo hỷ này. Trong gốc lan báo hỷ. Ôi trong máy tôi nhiều nhiều hoa lắm. Mùi ra hoa thích lắm nhiều. Lan báo hỷ. Lan báo hỷ. Hay nhỉ. Cây trong gốc ấy, trong gốc. Vâng, vâng. Trong cái chỗ còn đây à. Nhiều đấy gọi là cái này nó là hồng sắc. Hồng sắc. Hồng sắc hay gọi vâng. Là quế đỏ. Quế tím. Quế tím, quế đỏ. Thế thì tổng số đây cụ có nhớ được có bao nhiêu loài trong vườn nhà mình? Mấy chục loài. Một cái vườn nhỏ như thế này mà đã mấy chục loài lan rồi. Anh này nhìn đây. Tôi hơi đủ các loại. Đấy đây bảy dòng ấy nhá. Đây, vâng, đấy là vảy rồng rồi. Đây là toàn bộ cái này là phi được tím. Đấy. Đấy trên này này. Đấy. Vâng. Cái này là ngọc thạch ba màu. Vâng. Hai cái giò trên là ngọc thạch ba màu. Ngọc thạch ba màu. Vâng, cái này là phi được tím. Phi được tím. Vâng. Thế còn đây này, anh này cái lan cẩm báo này. Cái giò trên này. Vâng, lá to đấy. Lá to to dày dày lan cẩm báo. Lan cẩm báo. Vâng. Cái này là còn cái cây này là căn cây lan cư cáo. Đấy. Lan đuôi cáo. Đây à cụ? Vâng. À đây là lan đuôi cáo. Vâng. Còn, vâng. Còn đây cái này thì giới thiệu với anh đây là phi điệp vàng. Đây phi điệp vàng cái giò trên cùng đây. Đấy, phi điệp vàng. Giò rõ to đấy. Đấy. À đây, trên kia trên cùng này. Vâng, đấy phi điệp đây vàng. Đây là phi điệp vàng. Vâng. Thế còn cái này anh phải đứng ở kia. Cái này là hoàng lạp này. Đây ạ. Vâng. Vâng. Hoàng lạp. Không nhìn ở kia thì nó có nhiều lá. Còn cái này là cát lia rừng. Cát lia rừng. Vâng, cái vâng. Này hoa màu tím. Mỗi chậu này hơi nhiều. Ôi, cái chậu này mà ra hoa đấy thì như một lãng hoa nhỉ. Ôi dồi, cái chậu này đi đại lắm anh ạ. Ôi dồi, đây. Thế vào cái dịp nào thì những cái chậu này ra chậu hoa? Này thì nó thật này là người ta hỏi mua bán thì cũng bán. Vâng. Ê, anh ôi dồi. Những chậu làm đấy. Đây mà ra hết các cái vòi hoa. Vâng, năm ngoái nó ra mười mấy bông. Rủ xuống thì đẹp quá. Vâng, ra mười mấy bông luôn. Cháu ở hơi xa từ Ba Vì, Hà Tây lên đây. Vâng. Lên Yên Bái thì nếu mà gần đây thì đúng cái lúc mà vườn hoa của cụ rộ hoa ô, nhất. Ô, thì là đến chia sẻ hình ảnh thì đẹp quá. Cụ trên bộ hoa thì đẹp tím mới nở. Vâng. Đây cái này đang chậm đấy. Vâng. Trong thế thôi, lắm ngủ. Chúng ta đã thưởng thức một số loài hoa trong một khuôn viên nhỏ của cụ như thế này mà đã hơn 40 loài hoa các loại. Và với hình ảnh này thì Đỗ Sinh cũng xin kết thúc video ở đây, chia sẻ vườn cảnh cụ Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Yên Bái. Và